Sáng nay tại câu lạc bộ Bia Tú Anh của quận Ninh Kiều đã khai mạc giải Bia báo chí mở rộng khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 15 năm 2023 do văn phòng đại diện tạp chí Sức khỏe và Môi trường tại Cần Thơ tổ chức. Đến dự có ông Trần Diệt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ. Giải năm nay quy tụ 110 cơ thủ đến từ 47 đơn vị là các cơ quan đại diện văn phòng thường trú của các báo ở Trung ương, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Giải bì già báo chí mở rộng khu vực đồng bằng sông Cửu Long là hoạt động thường niên được tổ chức luân phiên giữa văn phòng đại diện các báo đài nhân dịp chào mừng ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 hàng năm.